À, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé qua xem cái kênh của mình. Thì mình đang sử dụng một cái con máy là DJI Pocket 2 vừa mới mua để mình quay cái video này luôn. Sẵn tiện mình nói về cái vấn đề quay ở môi trường thiếu sáng đó. Và một cái vấn đề khác nữa mà nhiều người quan tâm là vấn đề về pin các bạn. Thì mình có lướt qua một số cái group mà chơi những cái dòng máy như Goro hoặc là Osmotion hoặc là Pocket và những cái máy khác mà nó nhỏ nhỏ gọn gọn giống như vậy bạn. Thì một số anh em hay lăn tăn cái vấn đề mà hay đặt một số câu hỏi như máy này quay đêm có tốt không, rồi quay quay pin vừa quay vừa sạc có ổn không. Thì mình xin giải thích một số cái vấn đề đó như sau nha bạn. Thứ nhất là anh chị dùng cái từ quay đêm là không đúng nha mọi người. Tại vì quay đêm là quay vào thời gian nào đó, rồi ví dụ như các bạn quay ban ngày đi, bạn quay 2 3 giờ sáng đó, 2 3 giờ sáng cũng tính là ban ngày nè, thì nó cũng giống như là buổi tối thôi, nên mình dùng cái từ quay đêm thì nó không đúng ở trong cái trường hợp này các bạn. Thì cái từ chính xác ở nước ngoài ta dùng á, là low light, tức là quay ở môi trường ánh sáng yếu á, gọi là thiếu sáng đó. Thì dùng cái từ thiếu sáng nó sẽ chính xác hơn nha các bạn. Còn các bạn cứ dùng cái từ quay đêm thì các bạn lúc mà các bạn gõ trên Google hoặc là tìm cái tư liệu nước ngoài mà các bạn dùng chữ quay đêm là không có cái từ từ tiếng Anh nào mà nó phù hợp với cái từ quay đêm hết. Nên sẽ rất là khó. Đó, thì sẵn nói tới cái vụ quay ở môi trường thiếu sáng, tức là sao? Môi trường thiếu sáng tức là môi trường ánh sáng yếu bạn, ví dụ môi trường trong nhà hoặc là các bạn đi ra vào buổi tối á, vào khoảng 9 10 giờ đêm á, là bắt đầu ánh sáng nó, thứ nhất là không có mặt trời, thứ hai là đèn đường ở những cái khu mà nó sáng nhiều thì không sao, nhưng mà ở những cái khu mà nó ít sáng hoặc là ít đèn á, thì nó sẽ gây khó khăn cho cái camera mình. Tại cái camera mình nó sẽ cái vấn đề lớn nhất của nó là ánh sáng, càng thiếu ánh sáng thì nó quay càng tệ đó. Thì sẵn hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái cách các bạn quay cho cái, nói chung là cũng là một cái thủ thuật để các bạn quay buổi đêm cho cái ra, không phải quay buổi đêm nha, quay ở môi trường thiếu sáng làm sao cho nó ra cái chất lượng tốt nhất. Như các bạn biết là một số anh chị á, quay ở trong studio, mà trong studio thì không có phân biệt ngày đêm gì các bạn, trong đó thì giờ nào nó cũng như nhau hết đó. Người ta có setup đèn hay là những cái ánh sáng nhân tạo từ những cái đèn mà của họ mua về, họ setup nhiều góc thì nói chung là vô buổi nào cũng quay được hết á, không có lo về cái vấn đề mà thiếu sáng. Còn ví dụ mình ra đường mình 9 10 giờ mà mình quay thì nó sẽ như thế nào đó. Thì mình có làm 2 cái video test ở cái con Pocket này ở cái môi trường 9 10 giờ đêm đó, thì lát hồi mình sẽ chèn cho các bạn coi. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà quay chất lượng ở buổi, nói chung là 9 10 giờ tối và ở môi trường thiếu sáng nha bạn. Tức là ở đây mình có một cái điện thoại đã kết nối rồi, hy vọng là mình đưa lên như vậy mọi người sẽ thấy. Bình thường là mình sẽ từ mình điều chỉnh cái camera lại xíu nè. Ok, mọi người thấy không? Đó, đây là một cái thủ thuật nha bạn. Nói chung thì trước đây là mình, các bạn nào chơi bên nhiếp ảnh sẽ biết về cái vấn đề này, còn anh chị em nghiệp dư và mới chơi thì nói chung cũng ít biết. Tại vì thường thường á thì ở trên cái các dòng máy giống như vậy nó sẽ có cái chức năng cho mình chỉnh, bình thường mọi người sẽ để chế độ auto nè, sorry mọi người nha, tại vì mình đang quay thì nó không cho mình setup lại, nhưng mà mình sẽ nói về cái phần này. Thì mặc định khi anh em mua máy về thì anh em sẽ để chế độ auto mà quay, nhưng mà đó là cái cách đơn giản nhất cái mọi người quay. Nhưng mà để cho ra ngoài buổi đêm á, buổi đêm 9 10 giờ đêm á,
Và ở những cái môi trường thiếu sáng á, mà các bạn quay bằng cái chế độ auto á, thì nó sẽ tự động tăng cái ISO của cái máy lên 1600 cho tới 3200, thì lúc đó cái chất lượng của cái video nó sẽ giảm xuống. Đó, thì các bạn biết nếu bạn đã từng chơi chụp ảnh hoặc là nhiếp ảnh, bạn sẽ biết ISO càng cao thì cái hình ảnh của mình nó sẽ bị noise, tức là nó bị nhiễu hạt á. Thì cái video chất lượng, một cái video chất lượng hoặc một cái hình ảnh chất lượng thì cái ISO càng thấp và càng tốt các bạn. ISO mà đối với mình những cái ISO thấp như từ 800 trở xuống là ISO đẹp, tức là cho ra cái video chất lượng đẹp. Còn cái ISO mà cao quá thì nó sẽ đưa cho ra cái một cái video xấu thôi, chất lượng không tốt. Thì như mình đang setup ở đây thì bây giờ mình quay ở môi trường trong nhà, nói chung đèn mình cũng hơi yếu chứ không có mạnh, thì mình để chế độ M đó, chế độ M nha. M là tức là chỉnh theo thông số tay á, và cái thông số của mình setup nó sẽ là ISO của mình để là 200, và cái shutter là cái tốc độ màn tập á là mình để 1:30, tức là ở cái mức thấp nhất rồi đó. Tức là bây giờ nếu mà các bạn để, hiện tại là mình đang để độ phân giải của cái video này là 4K 30 frame đó, thì nó chỉ cho mình setup tới một shutter là 1:30, các bạn hiểu không? Tức là khi các bạn mà đó chỉnh cái shutter này lên nữa là nó càng tối đó. Tức là sao? À, cho chỉnh được ISO này. Tức là ISO mà càng cao á là ảnh càng sáng, nhưng mà là chất lượng của cái video càng kém. Thì các bạn cứ việc chỉnh để cái chất, các bạn muốn cái chất lượng video tốt nhất á, thì các bạn cứ để cái mức ISO thấp nhất. Không phải thấp nhất mà là vừa vừa mắc nhất cho các bạn. Ví dụ các bạn để 100 thì mình thấy cái khung hình nó tối quá. Đó, người xem mà nhìn tối thì người ta cũng không thích. Ở mức 200. Đó, như mình là mình nhìn vừa đủ. Và cái tốc độ màn tập này thì các bạn để ở cái mức 1:20 hoặc 1:30 hoặc 1:20 là ở cái mức an toàn. Đó. Nói chung về cái phần này các bạn phải thao tác nhiều, nhưng mà cái phần thông số thì về căn bản nó chỉ có như vậy. Thì nếu mà các bạn tăng cái ISO này lên 800 hoặc là 400 thì nó rất là sáng nha bạn. Nó sáng lắm. Nhưng mà có thể là cái video này nó sẽ bị nhiễu hạt. Và tăng lên 1600 là cái video này nó sẽ bị gọi là bị chói luôn ha, và nó sẽ bị nhiễu hạt. Thì các bạn lát hồi mình up clip lên là các bạn sẽ thấy là cái lúc mà mình chỉnh vào ISO 1600 á, là cái mặt mình nó đây nè, nó sẽ bị hạt 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 lung tung á đó. Đó, thì cái cách để mà mình có một cái chất lượng video tốt nhất là mình để ở cái mức 400 đổ lại thôi là mức an toàn nha. Nó còn liên quan tới cái độ phân giải nữa nha các bạn. Ví dụ như cái đang để độ phân giải bây giờ mình đang quay thì nó không cho mình chỉnh. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn để độ phân giải 4K 60 frame là cái tốc độ nó sẽ không cho mình chỉnh cao gì đâu, cái tốc độ của nó tới tới nó chỉ cho tới đây thôi. Đó. Thì các bạn điều chỉnh hai cái thông số này sao cho nó phù hợp là được nha. Đó là cái cách để mình quay đêm cho nó đẹp nha bạn. Còn các bạn mà thử để qua chế độ auto, bây giờ nó không cho chỉnh auto. Nhưng mà các bạn để auto là chắc chắn là nó sẽ đẩy cái ISO của bạn lên 1600 tới 3200 luôn. Thì cái lúc đó là cái chất lượng video ra là không có như ý đâu. Nên một số bạn không biết chơi, không biết setup cái thông số kiểu thông số tay nè thôi, thông số kiểu em chế độ M, thì cứ lên trên group rồi nói là cái máy này nó quay quay đêm, dùng từ quay đêm đó mà, quay đêm tệ rồi tùm lum tà la trên đó. Thì bất kỳ cái máy nào từ GoPro 7 cho đi á, nó đều đều cho mình
Thì mình thấy Ogo R7, của R8, của R9, Osmo Action và một cái dòng máy khác mà ra đời từ năm 2008, 18 trở đi á, thì nó đều cho mình chỉnh cái thông số M này các bạn. Đó. Thì các bạn cứ canh theo cái thông số M đó mà các bạn quay là cho ra cái chất lượng video vào buổi đêm ok nhất. Đó. Đó là cái cách mình setup. Thì ngoài ra về cái vấn đề, từ các bạn để mình quay lại cái khung hình. Ok. Ngoài ra một cái vấn đề khác về cái vấn đề pin. Pin thì sao? Thì đối với những cái dòng máy như GoPro, Osmo Action và cái Pocket 1 và Pocket 2 này, thì đối với cái dòng GoPro, dòng Action Cam thì nó cho mình thay pin. Thì các bạn trên Facebook có đặt ra một cái câu hỏi là như vậy, là ví dụ mình sạc nhồi vô trong những cái dòng máy này thì nó sẽ như thế nào, nó có bị nóng hay là hư pin hay là phù pin không. Thì mình cũng xin giải thích là thứ nhất là những cái dòng máy này khi các bạn vừa sạc vừa quay á, mà các bạn lại còn quay ở cái độ phân giải 4K nữa thì chắc chắn cái máy nó sẽ nóng. Giống như mình có một cái máy đó, cái máy Osmo Action này, mà nếu các bạn quay ở độ phân giải 4K 60 frame, không cần vừa sạc vừa quay nha, cắm đầy pin sạc, các bạn quay 15 phút sau rờ vô là muốn phỏng tay luôn đó. Tại vì một cái máy nhỏ gọn như vậy mà mình quay ở cái độ phân giải quá cao thì nó sẽ nóng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thường thường á, đối với cái dòng này các bạn chỉ cần quay 1 2 phút các bạn tắt, chứ không ai mà quay dài đó. Nếu mà các bạn quay dài sẽ có những cái dòng chuyên chuyên dụng hơn. Còn đối với những cái dòng máy này mình cái tất những cái đoạn nào mình hay á mình mới quay. Các bạn quay liên tục á thì nên chỉnh cái độ phân giải nó thấp xuống 4K 30 frame hoặc là 24 frame hoặc là 1080 trở đi thì nó sẽ bớt nóng cái máy hơn. Còn cái vấn đề sạc 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 nhồi thì như nào, vừa sạc vừa quay thì theo như mình á, thì các bạn thoải mái. Tại vì đối với cái dòng Pocket này không thay pin được á, thì mình không biết là sau này ví dụ mà nó bị hư pin thì mình sẽ giải quyết như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ gửi về hãng để cho người ta sửa thôi. Nhưng mà để mà tới cái lúc mà cái máy mình nó bắt đầu nó hư pin đó, lúc đó mình cũng quay được rất là nhiều cái video các bạn, thì lúc đó là mình thay máy mới là vừa rồi, chứ không có gì mà phải lăn tăn hết á. Nên mọi người cứ việc mà quay vừa sạc vừa quay thoải mái. Đối với mình cần những cái khoảnh khắc hơn là cần bảo bảo quản cái máy. Tại vì cái dòng máy bây giờ ra một mỗi năm mỗi cái mà các bạn, thì các bạn thường thường các bạn chỉ xài khoảng 6 7 tháng, 8 tháng hoặc là năm nữa ra cái mới, các bạn thay cái mới là được rồi. Còn những cái máy cũ các bạn thanh lý lại cho những rẻ lại cho những người sau người ta xài thì ok hơn. Đó là cái vấn đề về pin. Đó, thì trong cái video này mình chỉ nói hai vấn đề đó thôi, một vấn đề về quay ở môi trường thiếu sáng ngoài và vấn đề pin. Bây giờ mình sẽ ghép cái video mà mình quay ở ngoài đường á, lúc 9 10 giờ đêm á, cho các bạn xem để các bạn thấy được cái chất lượng của quay buổi tối 9 10 giờ vào môi trường thiếu sáng thì nó sẽ như thế nào ở cái con Pocket 2 này nhé các bạn. Ôi, xin chào bạn nha. Bây giờ mình đang chạy ra ngoài đường test thử quay thử cái con Pocket 2 của mình ở môi trường thiếu sáng nha. Bây giờ là 9 giờ tối nha bạn. Thì đường ngoài đường thì ánh sáng là chủ yếu giữa bộ đèn đường thôi. Đó, mình đang quay ở ISO 400. Cái này là mình cầm trên tay nha, chứ không phải gắn vô xe máy nha bạn. Cái Osmo Pocket này không thể nào mà gắn vô xe máy được nha. Cái độ rần của cái xe máy sẽ làm hỏng cái gimbal á. Cái xe máy nó chỉ thích hợp khi các bạn gắn GoPro hoặc là Osmo Action của DJI thôi nha các bạn. Là những cái Action Cam nó không phù hợp gắn cái Pocket và những cái thiết bị có gimbal lên trên xe máy. Đó.
9 giờ tối môi trường thiếu sáng. Ok. Mình sẽ test ở nhiều cái độ ISO khác nhau. Các bạn đi xe máy nhớ là cầm cái gắn cái bốc cách lên, bốc cách 2 lên người, hoặc là cầm tay, chứ tuyệt đối là không gắn lên xe máy nha các bạn. Cái camera này không thích hợp gắn lên xe máy đâu. Okay. Môi trường thiếu sáng. Bây giờ tới cái khúc này là gần như là không ít đèn các bạn. Đó. Thì các bạn cứ dựa vào đây mà các bạn so sánh cái khung hình. Đường này thì ổ gà cũng nhiều lắm, nhưng mà cầm trên tay thì chắc nó không có bị rung gì, nó đã có cái gimbal rồi nha. Ok, bây giờ mình test tiếp tục cái bốc cách 2 ở môi trường thiếu sáng ở cái mức ISO 200, là cái mức ISO thấp hơn. Đấy. Mình đang chạy trong một cái đoạn đường khá là tối nha các bạn. Bây giờ là 9 giờ 5 rồi. Đó, mình sẽ chạy khoảng 1 cây số để test thử coi cho các bạn coi chất lượng quay ở môi trường thiếu sáng nó sẽ là như thế nào. Của cái con bốc cách 2. Cái micro mình đang sử dụng là cái micro wireless của DJI trong bản combo. Đó. Mình sẽ không nói nhiều về phần kỹ thuật ở cái lúc mình chạy xe được, mình không có tập trung, chủ yếu mình giữ cái tay lái cho nó chắc, tại vì một tay vừa chạy mà một tay vừa cầm cái bốc cách để quay nè các bạn. Đây là lúc 9 giờ 5 nha các bạn. Trời đường đèn đường khá là tối. Đó. Thì các bạn cứ nhìn vô cái video mình quay ở độ phân giải 4K 30 frame nha các bạn. Đó là cái độ phân giải tiêu chuẩn để mà các blogger hiện tại đang quay ở cái độ phân giải này. Thì cái bốc cách hai nữa nó cho phép quay tới cái độ phân giải 4K 60 frame, nhưng mà ở 4K 60 frame thì không có các cái tùy chọn cái phần tùy chọn ISO và cái phần tùy chọn tốc độ, nó không cho phép chỉnh lên cao, nên nó sẽ không phù hợp ở quay ở cái môi trường thiếu sáng như vậy các bạn. Ok, đây vẫn đang tiếp tục là video test cái chức năng quay ở môi trường thiếu sáng nha các bạn. Thì hiện tại mình sẽ chạy qua khoảng 500m nữa là mình ngưng cái video này. Tại vì vừa chạy vừa cầm cái bốc cách 2 trên tay này cảm thấy nó không có được an toàn lắm các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây. Ok, đã xong cái phần test bốc cách 2 ở môi trường thiếu sáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha.